Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,81%, đứng mức 2019,7 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2015,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2044,96 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 102,59 điểm. Thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, giao dịch ở mức 42.100 đô la Mỹ trừ Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đứng ở mức 3,915% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô đóng cửa tuần này ở mức 71,79 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo AFP, giá vàng trên thị trường thế giới đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm qua, tăng 65% trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 11 năm 2023. Giá vàng đã tăng mạnh từ tháng 10 năm 2023, từ vùng giá 1.800 lên 2.000 USD trên ounce. Căng thẳng ở Trung Đông đang khuyến khích các nhà đầu tư chuyển sang kim loại quý này. Theo ông Daniel Gali, chiến lược gia hàng hóa tại công ty chứng khoán TD Security nhận định, quan điểm có thiên hướng ủng hộ việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã giúp thị trường mạnh dạn đánh cược vào khả năng Fed sẽ thực hiện một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Daniel Gali, điều này hỗ trợ cho giá vàng khi mà nhu cầu của giới đầu tư đang là một trong những yếu tố còn thiếu để có thể kéo dài đà khởi sắc của vàng lên các mức cao kỷ lục mới. Cùng với tiếp tục đánh giá các dự báo kinh tế cập nhật của Fed được công bố tại cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm 2023, các nhà đầu tư và nhà giao dịch trong tuần tới sẽ theo dõi một số báo cáo quan trọng, trong đó có chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân được công bố vào ngày thứ Năm. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục tăng và thúc đẩy nhu cầu trên thị trường vàng. Dữ liệu tăng trưởng trong quý 3 cũng sẽ được công bố trong tuần tới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lưu ý rằng giới đầu tư đang quan tâm đến khả năng suy thoái trong nửa đầu năm tới. Kịch bản này sẽ khiến ngân hàng Trung ương Mỹ phải nới lỏng chính sách tiền tệ, môi trường lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này. Và biến động của giá vàng trong năm 2024, một số nhà phân tích cho rằng dù vàng đã chạm mức cao mọi thời đại trong đầu tuần trước, nhưng đó không phải là mức cao nhất đối với vàng. Bank of America đang kỳ vọng giá vàng sẽ được đẩy lên 2.400 đô la Mỹ trên một ounce vào năm 2024. Trong khi đó, ngân hàng Saxo dự báo giá vàng sẽ chạm mức 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đóng cửa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống giảm. Hiện tại, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 73,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,37 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 73,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,35 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG, đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng mức giá 73,40 triệu đồng trên lượng mua vào, 74,40 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với hàng vàng nhẫn bột số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang được mua vào mức 60,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,85 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bột số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 60,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 61,95 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm cuối tuần, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.882 đồng trên một đô la Mỹ, không có thay đổi so với phiên hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại mua vào mức 24.040 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.410 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sau khi giảm 90 đồng trên một đô la Mỹ ở cả hai chiều, hiện tại không có điều chỉnh, mua vào mức 24.550 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.650 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch tối nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.335.000, bán ra 7.435.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.340.000, bán ra 7.440.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.340.000, bán ra 7.440.000. Doji Hà Nội mua vào 7.320.000, bán ra 7.440.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều vào không có thay đổi. Phú Quý SJC mua vào 7.330.000, bán ra 7.430.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.345.000, bán ra 7.435.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 7.340.000, bán ra 7.420.000, giảm 10.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.350.000, bán ra 7.430.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.320.000, bán ra 7.440.000, tăng 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.350.000, bán ra 7.452.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại duy trì xuống giảm, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đến 1 triệu 060.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000. STC Huế mua vào 7.332.000, bán ra 7.437.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.335.000, bán ra 7.435.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.335.000, bán ra 7.437.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.333.000, bán ra 7.437.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại duy trì xuống giảm nhẹ trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 6.200 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.080.000, bán ra 6.185.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.080.000, bán ra 6.195.000. Vàng bộ số 9 mua vào 6.070.000, bán ra 6.155.000, giảm 15.000 ở chiều vào chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.964.1 nghìn, bán ra 6.094.1 nghìn, giảm 14.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.431.7 nghìn, bán ra 4.631.7 nghìn, giảm 11.300 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.403.7 nghìn, bán ra 3.603.7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.381.9 nghìn, bán ra 2.581.9 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.